Bữa nay là cái mic của thầy nó bị hư rồi nên thầy phải lấy cái camera thầy làm cái mic, mà cái camera thì thầy sử dụng rồi thầy không thể bật hình lên cho mấy em thấy được. Bởi vậy cho nên thông cảm. Còn cái em nghe nghe thầy nói đúng không? Dạ nghe. Cái bồn nước á nó không phải là nó là có điểm làm việc tĩnh, nhưng mà điểm làm việc tĩnh đó thì tại cái điểm làm việc tĩnh đó thì các biến trạng thái nó không có về không, cái tín hiệu điều khiển cũng không có về không, cho nên đó là mình không tạm thời không thể sử dụng bộ điều khiển LQR bình thường, cái kiểu mà U bằng trừ KX để mà điều khiển cái hệ thống được đó, cho nên đó là hiện thời bồn nước là không thể điều khiển LQR được ha. Còn nếu mà ai mà phát hiện ra cách điều khiển LQR báo thầy, thầy kiểm tra mà nó đúng giải thuật này nó hết thì thầy cho điểm cao. Còn các cái hệ mà chẳng hạn như con lắc ngược nè, pendulum nè, con lắc ngược trên xe nè, xe bánh cân bằng nè, thì khi mà hệ nó đứng ở các cái điểm mà làm việc tĩnh của nó, tất cả các biến trạng thái gì không hết thì tín hiệu điều khiển cũng về không, lúc đó thì mình mới điều khiển LQR theo kiểu U bằng trừ KX được nha. Còn cái bồn nước á, khi em điều khiển tại điểm làm việc tĩnh thì ít lúc đó nó không bằng không, nó là độ cao bằng bao nhiêu đó, và cái tín hiệu điện áp cấp cho cái bơm á, nó cũng không có phải bằng không, nó phải bơm liên tục để nó duy trì cái độ cao mực nước đó, nên không dùng U bằng trừ KX điều khiển LQR. Bây giờ em nào á, mà đã điều khiển được bồn nước theo mấy cái kiểu kia thì cứ gửi báo cáo cho lớp trưởng gom lại gửi thầy ha. Rồi mấy em tiến hành làm cái project cuối kỳ đi, trong quá trình làm project cuối kỳ thì thầy thấy cần bổ sung kiến thức gì cho mấy em thầy sẽ gửi clip cho mấy em coi. Còn nếu mà không có gì thay đổi thì mấy em cứ làm project cuối kỳ, rồi gặp khó khăn hoặc là có vấn đề gì hoặc là có kết quả tốt thì bắt đầu báo lên trên cái Google Meet này, rồi thầy sẽ kiểm tra rồi thầy coi kết quả của em có ổn không, rồi thầy chốt lại cho cộng điểm cho ha. Còn nhớ như lớp trời ơi rớt mạng mấy em ơi, rớt mạng, nghe lại chưa? rồi Dạ nghe rồi. nha. Có nghĩa là lớp mình á là có bạn nào đăng ký nghiên cứu học với thầy chưa? Nên như là bạn An với Cẩm Thu là có đăng ký với thầy rồi, nhưng mà còn ai khác đã đăng ký với thầy được chưa? Nếu mà mấy em đã đăng ký với thầy mà được thầy chấp nhận rồi á, thì mấy em lấy cái nghiên cứu khoa học đó là mô phỏng cái hệ thống điều khiển bằng giải thuật gì đó, mấy em làm cái project cuối kỳ này cũng được luôn. Còn em nào mà không có đăng ký nghiên cứu khoa học với thầy á, thì mấy em đăng ký một trong các đối tượng đã báo với lớp trưởng rồi đó, thì mấy em cứ làm tiếp mô hình đó ha. Rồi lớp có câu hỏi gì không? Lớp có câu hỏi nào với thầy không? Nếu mà không có câu hỏi nào hết thì mấy em lấy project ra làm đi, rồi thầy ngồi bên đây, bất cứ bạn nào mà bị kẹt hay cái gì đó thì có thể nhắn thầy ha. Dạ, alo, thầy ơi. Thầy nghe. Để thầy hỏi thầy. Thầy Không, nghe, thầy hỏi nghe. trước đi, hỏi trước đi. Bây giờ này có xếp hàng nè, nó có cái giơ tay phát biểu có bấm vô. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là cái báo cáo cuối kỳ mình có làm slide báo cáo thuyết trình đi không thầy, hay là mình chỉ làm cái Word rồi mình gửi cho thầy thôi, giống như là mấy bài ở mấy bài mình làm á. Mình chỉ làm cái quạt báo cáo lại thầy thôi. Dạ, với lại là cho em hỏi em làm LQR mà có lắc ngược quay với thầy. Em có tham LQR khảo, quá. cái luận văn của thầy á, thì thầy ở đây Khoan thầy khoan em, cái luận văn của thầy đâu phải con lắc ngược quay, của thầy là con lắc ngược trên xe nha, mà thầy dùng giải thuật là giải thuật tiến tính hóa vào ra, em sử dụng không được đâu. dạ, ý là em có tham khảo của thầy á, thì thầy làm phần điện rồi phần cứ phần điện tùm lum hết trơn, mình chỉ hay là cái báo cáo này là mình chỉ làm để mô phỏng thôi chứ có làm cái phần điện rồi tùm lum giống thầy không thầy? Vậy nè, thầy thì chỉ yêu cầu là mô phỏng được thôi, còn cái phần kia nếu em làm mà thầy thấy nó hoành tráng quá thầy có thể cộng điểm thêm cho một tí.
Vậy là mình chỉ làm để giống như mấy bài trước là mình chỉ mô phỏng thôi đúng không thầy? Rồi báo cáo Ừ, đúng chỉ mô phỏng thôi. không? Nhưng mà vậy nè, thầy sẽ không giới hạn cái mức cao nhất cái công việc của thầy. Em hiểu không? Thành ra là thầy không thể nói em dừng ở đó, thầy không muốn kêu ở đó, không thầy muốn nói. Nhưng mà thầy sẽ nói là thầy cái điều kiện cơ bản của thầy là mô phỏng được cái hệ thống đó nó chạy rồi thôi hết. Thậm chí nó không chạy mà mấy em hiểu thì thầy vẫn có thể coi để cho điểm cộng, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cũng thầy cũng không có giới hạn cái mức độ cao của nó là em phải làm thêm cái này. Tại nhiều khi em thích quá, em hứng quá em làm thì thầy cộng cho thêm, thêm. Nhưng mà thầy có cái giới hạn, điểm của thầy chỉ là 10 điểm thôi. Thì em thấy cái kia làm swing up rồi À rồi tính điều khiển được vậy thầy mà thì em ở mà. đây mình điều khiển cân bằng là được rồi, nhưng mà nếu mà em hứng thú hơn nữa thì điều khiển thay vì ngó vào là moment thì ngó vào sẽ là tín hiệu tác động 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 cơ, phải phân tích thêm hàm truyền động cơ. Còn em nào mà xung ba khía nữa thì chơi luôn điều khiển quỹ đạo, rồi quỹ đạo hình này hình nọ. Em mạnh mẽ hơn nữa thì em chơi con lắc mấy bậc rồi làm bút solo hết, làm chỉ làm mô hình luôn càng mừng. Nhưng mà mấy em phải lựa cơm gấp mắm giữa các công việc của em, giữa cái môn này các môn khác nữa, rồi cái môn này rồi nó phục vụ cái tương lai luận văn của em thế nào nữa, phải tính toán nhiều vô đúng không. Rồi. Ừ rồi có ai hỏi gì nữa không? Dạ thầy cho em hỏi là lát mình chọn em tính chọn thuật toán thì có cần chứng minh lại cho thầy coi không thầy? Thuật toán em đăng ký đề tài nghiên cứu học cái gì đâu quên mất rồi. Con lắc ngược quay mà em tính làm bán quỹ đạo. Khoan, cái mà đề tài em thu đứng tên, nó thu đứng tên đề tài gì đâu quên mất rồi. Dạ em mò. Nói chung là cố gắng bám vô cái nghiên cứu khoa học mà mấy em đang đứng tên đó, cố gắng bám vô cái đó, còn gần gần để mấy em làm, để mấy em hiểu, mấy em hiểu cái này rồi nó dẫn qua mấy em dễ làm cái kia thì ok không vấn đề gì hết. Thì hình như hôm trước em làm con lắc ngược quay bám quỹ đạo thì được không sao. Dạ. Ừ, quỹ đạo thì mấy em làm quỹ đạo hình sim nè, hình xung nè, còn mấy em nghĩ ra được cái quỹ đạo nào lạ lạ nữa mà mấy em làm được đó, thì cứ cứ làm tiếp thôi. Nhưng mà tốt nhất là làm ở một mức độ nào đó có kết quả báo thầy, thầy coi kết quả được không được gì đó thầy mới góp ý làm tiếp cái gì đó nữa. Ha, nhiều khi mấy em không có sự góp ý của thầy mấy em sẽ làm những cái thứ mà nó vô dụng, không có tác dụng gì hết và thậm chí nó bậy bạ nữa. Ha, nó sẽ tốn công sức mấy em để mà quay về thôi. Dạ Ha. cái đề tài nghiên cứu thì cũng là con gắt ngược nhưng mà nó tới ba bậc này. À ba bậc hả? Thì hiểu một bậc làm hai bậc, ba bậc dễ hơn có sao đâu. Được. Dạ. Ừ. Ủa mà khoan, em có nghĩa là con lắc ngược quay của em là ba bậc hả? Vậy cái đề tài nghiên cứu khoa học á thì Được được, nói chung không có gì đâu. Em thấy nó khó khó vậy thôi chứ thực ra nó gần với một bậc lắm. Một bậc mà đẻ thêm hai ba bậc để cho nó có cái mới mà làm thôi chứ về phương pháp cũng không khác nhiều. vậy là mình chọn phương trình toán học là phải chứng minh lại rồi show cho thầy coi hay sao? Bây giờ trước tiên là em nghĩ tới chuyện làm một bậc đúng không? Nếu Dạ. vậy thì em coi clip mà điều khiển một bậc của thầy phương trình toán học, em cố gắng em hiểu cái phương trình toán học đó. Dạ có nghĩa là em bây giờ đã hiểu rồi nhưng mà có cần là phải chứng trình bày chứng minh từ từng ly để không mày, tại vì chứng chứng minh ra cũng được nhưng mà em chưa có đánh vô quả thôi à. Nếu em chứng minh được có nghĩa là em đã làm rõ hơn công việc của mình, thực ra không cần chứng minh nhưng mà mấy em mà chứng minh được thì có nghĩa là mấy em tin tưởng vào cái phương trình toán học đó hơn. Chẳng hạn như em cho tác động vô thì em thấy con lắc nó vận hành nó đúng với cái thực tế mà em thấy, em hiểu không. Chứ còn bình thường em không chứng minh cũng không ai bắt lỗi em hết, nhưng mà em thể hiện cái công việc em góp sức vô để em giải quyết một cái vấn đề nào đó em chưa hiểu là coi như cái đó là một cái điểm cộng. Dạ, vậy nói em trình bày linh hoạt luôn nha. Thì mấy em như cái mức độ cơ bản nhất là sao mấy bạn, cơ bản nhất là em lấy phương trình toán học đó xuống, em hiểu cái thành phần nào có nghĩa là gì, thành phần nào có nghĩa là gì, chiều dương của nó là cái gì. Rồi vậy đó, vậy là coi như xong, em hiểu cái phương trình toán học là vậy đó. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không em? Dạ. Còn em Ừ để em hỏi đi. Nghe đi sao thiện. dạ để em hỏi thầy thấy Ok vậy màn hình. Xem màn hình đi. cái em làm cái con lắc ngược quay ấy thầy mà Con lắc người quay. em mở lên nó để cái lỗi gì thì em chạy không được à. Từ từ block từ từ đang nó từ từ nhấn không công tắc cái gì hết. Block diagram Fuji con lắc in folder Asset download TD điều khiển tự động has more recent auto sell copy available. Delete auto sell đi, delete auto sell đi. Rồi chạy đi em. À.
Có nghĩa là trước đây em chạy nó bị một cái gì đó mà Nó nó lưu mà bị nó bị cái lỗi này thầy, mà em nhập hết mấy cái số vô rồi. từ từ, em có chắc em nhập hết mấy cái số này chưa? Rồi. Đâu em mở cái khoan, em làm sao mở cái cửa sổ mà nó vẫn có cái diagnostic viewer này cho thầy giữ nguyên nha. Rồi sau đó em Nè rồi để thầy dò, để đó nha. NMLQ L R G M R R U U U U 7 là cái gì á? Em có U 7 nữa hả? cái đầu vào của em này, cái u u bảy là cái v nó vào này. À rồi rồi, bật lại cái màn hình khi nãy đi. Has a syntax error. Em có dấu ngoặc của nó là đủ hết chưa? Dấu ngoặc này nó đóng rồi nó khử luôn dấu ngoặc kia chưa? Dò lại để em coi Ê, ê, chí thiện, bật lại chí thiện. Với tao thấy hình như tao đang có dòng chữ cái nó xuống hàng cái, mày coi cái xuống Chị hàng nó Thiện có ơi, vấn đề không? bật lại bật lại cái lỗi NG không có khai báo, N nhân EG thì có chứ sao À đó đó NG, em. giờ đúng rồi đó, bạn mình nó nói đúng á, NM nhân cho NG, nó thấy chữ NG không? À NG này cái nó hiểu được một cái ý. ủa bữa hôm em sale lại cái em mới đổi thuật toán rồi mà ta, sao nó lại sự con cũ ta. Dạ để em Hôm nay vào dò đi sửa lại cái nha, thuật hôm toán nay của vào em. dò đi ha. Dạ. Dò đi. Mà thầy ơi, nhóm nhóm em hổm đăng ký cái con lắc ngược 2 bậc á thầy, mà nhóm em muốn đổi lại là làm bồn kép thầy. Làm cái khác thì mình coi lại coi bạn mình đã làm những cái gì rồi ném cái đó Vậy ra. bây giờ mình đổi là mình báo cho thầy trước luôn hay là tới đó báo cáo thầy? Vậy là mình chỉ cần né mấy cái bạn mà làm rồi thì cuối kỳ mình vẫn đưa lên cái đó được không thầy? Đúng đúng như vậy nè, em né mấy bạn mình, sau đó em gửi cái mail mà em xác nhận em đổi và cái bằng chứng mà em đã né những thằng kia em gửi lại cho thằng lớp trưởng. Và em giữ cái bằng chứng đó cho kỹ ha, rồi là thôi xong, rồi tới cuối kỳ em báo cáo lên thầy cũng được. Dạ em cảm ơn. Dạ để em sửa. Rồi rồi rồi. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không? Không có ai gì thì mấy em bắt đầu làm project đi ha, còn có khó khăn gì, trục trặc gì thì báo thầy, thầy bên đây thầy dò ha. Rồi.